Rồi, chúng ta sẽ cùng test chương trình. Rồi. Lần đầu tiên tôi code mà chạy chương trình không mất các bạn ạ. Oh, bravo. Thật là sướng. Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angola Quá Nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game để học lập trình. Thì trang web mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đấy chính là trang web Code Combat. Chúng ta sẽ cùng gõ Code Combat trên Google để truy cập đến trang này. Đây, Code Combat đã hiện lên đầu tiên đây, chúng ta sẽ nhấn vào để truy cập đến. Đây, vì tôi là sẽ học code nên tôi nhấn vào I'm a student. Và chúng ta không có để vào học class thì chúng ta sẽ phải nhấn vào play now thôi. Ok, mới vào nhìn thấy rất là xịn sò rồi đấy, rất là bắt mắt rồi, đồ họa 2D chibi rất đẹp. Chúng ta sẽ vào vua đầu tiên, Kingard Dungeon. Ok, sẽ vào màn đầu tiên, play. For the win. Rồi, chọn nhân vật, đây là nữ này, ông già này. Da đen này, right into my chọn ông này này, ông này có giáp này, rất là đẹp. Anh chúng ta phải nhấn scope by cơ để chọn nhân vật nhỉ. Of course. Này, kung fu. Not a problem. Mình chọn kung fu được nữa. Next. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào đây để trang bị giày. Equip. Play. Code combat. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Điều chúng ta sẽ là tránh mấy cái gai và lấy được gem ngọc quý. Ok, lấy viên ngọc này, lấy kho báu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển sang phải này. Ok, gõ code vào đây để di chuyển nhân vật. Đây có 4 phương thức di chuyển sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Chúng ta có thể chuyển tham số hoặc không. Ok. Chúng ta sẽ thử gõ vào đây. Ok, sẽ là Hero Mudao. Chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới. Hero chính là đối tượng của chúng ta. Còn Mudao chính là phương thức. Xong. Glad. Ok, chúng ta sẽ chạy thử này. Chúng ta không cần chạy thử, chúng ta chạy cho đúng chương trình luôn. Rồi, phát nữa là ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng test chương trình. Rồi. Lần đầu tiên tôi code mà chạy chương trình không mất các bạn ạ. Oh, bravo. Thật là sướng. Mà chơi game này không những học cốt mà là còn giúp chúng ta tự tin tìm lại niềm vui trong việc cốt. Ok, tăng cấp, tăng kinh nghiệm, thưởng tiền thưởng vàng đấy. Chúng ta cốt xong là có phần thưởng luôn, giúp chúng ta cốt nhiệt tình hơn. Rồi, chúng ta sang màn tiếp theo. Đây, thứ hai đây, nó có hướng dẫn như sau. Là chúng ta sẽ di chuyển để lấy hết game này. Ok, các bạn có thấy là chúng ta di chuyển sang phải nhá. Mà chúng ta mà lên trên luôn, sang phải luôn thì chúng ta sẽ tốn thêm 2 bước nữa, quay lại thì mới lấy hết được game. Trong khi chúng ta mà đi xuống dưới, đi lên trên thì chúng ta sẽ chỉ cần 1 bước đi lên trên quay lại, rồi nhặt tiếp 2 cái game còn lại. Khá là hay. Đấy, không những chúng ta chơi game cho nó cốt mà chúng ta còn luyện cả cách cốt tốt nhất để giải quyết bài toán. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Chúng ta đây, nó cũng gợi ý luôn là gõ Mudao, lệnh Mudao ở dòng thứ 4 này. Ok, chúng ta sẽ cùng gõ. Các bạn về nhé, nhấn vào đây luôn.
thì nó định nghĩa hàm cho chúng ta. Tôi sẽ cùng gõ pro tao sẽ lại hero move up. Chúng ta có sai rồi sẽ gõ lại HRU gợi ý luôn hero move up enter phát là xong. Chúng ta sẽ up thêm lần nữa, sau đấy sẽ di chuyển sang phải. Hero move right. Ok, vậy là xong, là đã lấy được game, mình sẽ chạy chương trình vậy. Move right. Ok, rồi chúng ta đang di chuyển đúng không ạ? Đang đúng như chúng ta mong muốn. Move right. Đang hết xem. Không. Màn tiếp theo rồi các bạn ơi. Chúng ta đã đến một màn thứ ba rồi. Play. Play. Move right. Oh, ok, ở màn này đang có kẻ thù của chúng ta đây. Ok, chúng ta sẽ cần phải đi tránh con này. À, nếu mà chúng ta đi ngang thằng này thì con này sẽ đấm, mà chúng ta vòng lên sẽ không bị nó đấm. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ test thử lỗi hay như thế nào. Move right. Chạy ra. Ủa chết luôn, hero của chúng ta cầm kiếm và cầm đao mà không quay lại chém được. Thật là xì ke. Ok, ra sẽ thử cô lại. Game đồ họa tương đối ok mà âm thanh cũng rất là vui. Vui tai, rất là hay. Tận hưởng. Rất là thú vị phải không các bạn? Các bạn hãy cho tôi cảm nhận của các bạn vào phần bình luận nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng test. Hello, chúng ta đi sang phải này, lên trên này. Ok, chúng ta thành công rồi. Chắc xin ở đây tôi bấm luôn. Sẽ sang bàn tiếp theo thôi. Ok, đây nó còn viết là hết gem, tránh bẫy và đã còn sử dụng có 5 dòng cốt thôi các bạn ạ. Đấy, càng ngày sẽ càng khó lên rồi. Đây, giờ chúng ta đây. Đi ra đây rồi, đang đứng ở đây rồi. Thêm 5 dòng cốt nữa. Ok, vậy là chúng ta sẽ phải dùng truyền tham số và phương thức để nó một phát đi 2-3 nước luôn. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được dòng cốt. Đây, chúng ta còn học cách để tối ưu cốt. Ok, di chuyển lên trên này, sang phải, xuống dưới 3 lần, sang phải 3 lần. Túi gì? Hy vọng các bạn sau sẽ khó hơn để cho những anh em giàu kinh nghiệm có thể thả sức tung hoành cốt của mình. Như vậy là chúng ta đã chạy xong rồi, chạy xong thì sẽ có nốt tăng ở đây. Úi dồi ôi, kẻ địch cùng chúng ta dẫm vào bom bay sang Tây Ban Nha nằm liệt luôn các bạn ạ. Khá là vô bắt mắt đấy. Ok, tiếp màn tiếp theo thôi. Nothing to it. À, chúng ta đã có kiếm rồi, hy vọng đeo kiếm vào thì chúng ta không những kiếm còn ghi thắt lưng để kiếm mà right. Có kiếm thì chúng ta sẽ chém được cái vật đây. Đây, màn này đã cho chúng ta xem quái vật rồi. Nó sẽ di chuyển này, và sử dụng phương thức attack. Này, mới có thêm phương thức attack. Phương thức attack thì mới chém được. Ok, tôi sẽ test chương trình nhỉ, xem nó chém còn gì nào. Chém 2 nhét, mới chết con tròn bắt chuột này. Ok. Đây, phương thức attack của chúng ta thì chúng ta phải truyền tên của quái vật vào. Ok, ở đây tôi sẽ test thử là quái vật thứ hai của chúng ta trên là Jack đúng không? Quái vật nữ, ma nữ. Tôi sẽ vẫn truyền là Brack xem. Nó như thế nào. Ok.
Chúng ta sẽ cùng chạy thử chương trình. Nó còn kêu là Adidate à. Nó truyền tham số như nào thì làm đúng như thế. Chúng ta phải truyền đúng tên của quái vật để nó chém quái vật. Ok. Như kiểu là trừ tà ấy, phải gọi đúng tên quỷ thì mới trục xuất được quỷ. Ok. Chúng ta sẽ chuyển hai phát rồi mới chém con check này. Xong đây chúng ta lại đúng phải chém hai phát thì mới chết. Sau chúng ta sẽ di chuyển hai lần nữa. Ok. Hai lần nghe cứ như tên quán cà phê ấy nhỉ. Bây giờ tôi đi hơi quá rồi. Chẳng lẽ đi di chuyển một phát rồi chém là được. Không sao, chúng ta vẫn đã thành công rồi. Vậy là video cũng đã dài, tôi xin kết thúc video tại đây. Ở những video tiếp theo tôi sẽ chơi các trò game tiếp theo. Nếu các bạn biết trang nào hay thì cũng xin để lại comment để tôi chơi thực hành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.